Những màn giao kéo gây sốc của mỹ nhân Vis, Lê Giang không nhớ nổi số lần, Quế Vân tốn tiền tỷ, Bích Phương lột xác quá đỉnh. Bích Phương, lột xác ngoạn mục nhờ giao kéo. Khi mới bước chân vào con đường ca hát cùng chương trình Việt Nam Idol 2010, Bích Phương sở hữu ngoại hình khá tròn trịa, nước da ngăm đen, phong cách không quá nổi bật. Sau nhiều năm hoạt động, Bích Phương đã có sự thay đổi đáng kể về vẻ bề ngoài. Đáng chú ý nhất là vào năm 2018, nữ ca sĩ đã làm khán giả không khỏi xôn xao với màn lột xác thần kỳ. Cô xuất hiện rạng rỡ, xinh đẹp với vóc dáng mình hạc sương mai, đường cong nuột nà. Không chỉ thế, gương mặt của cô cũng thanh thoát hơn hẳn, sống mũi cao, cằm gọn và mắt to rõ mí. Chính điều này đã làm dấy lên nghi vấn Bích Phương phẫu thuật thẩm mỹ. Sau nhiều năm giữ im lặng về nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, xuất hiện trong một talk show mới đây, Bích Phương lần đầu lên tiếng thừa nhận. Lúc đấy em mới sửa mũi thật và mặt em mới bị sưng, nhưng mà mình soi gương mình thấy nó bình thường rồi mình mới dám họp báo chứ. Tự nhiên vào hình thì nó lại rẻ ngoãng ra, thì cũng xin được nhận luôn, trên cái mặt này là một cái mũi giả và một cái cằm giả. Thời mới bước chân vào ca hát, Bích Phương xuất hiện với làn da ngăm đen, phong cách già dặn. Thân hình của nữ ca sĩ cũng trông khá đầy đặn. Hậu giao kéo, Bích Phương đã có màn thăng hạng nhan sắc thấy rõ. Nỗ lực giảm cân cũng chính là một những lý do giúp Bích Phương có được vẻ ngoài hoàn thiện như hiện tại. Lê Giang không nhớ nổi số lần giao kéo. Trong một bài phỏng vấn khi được hỏi sâu về chuyện can thiệp giao kéo để giữ được tuổi trẻ ở ngưỡng tuổi U50, Lê Giang từng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi trả lời, tôi không nhớ nổi mình thẩm mỹ bao nhiêu lần vì số lần sửa quá nhiều. Chỉ tính riêng trước mũi tôi đã làm đi làm lại hết 6 đến 7 lần mới hài lòng. Với những vùng còn lại trên khuôn mặt hay cơ thể, tôi thỉnh thoảng cũng phải dặm vá để duy trì sự ổn định. Theo đó, cô là một trong số ít sao nữ Vbiz thẳng thắn công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, thi thoảng trên các sân khấu hài, Lê Giang vẫn bị bạn bè, đồng nghiệp dùng chính chuyện này để quăng miếng gây cười. Lê Giang từng tiết lộ, lần đầu cô sửa mũi là vào năm 29 tuổi. Đáng chú ý, để có sống mũi và đầu mũi như hiện tại, cô đã sửa 6 lần ở Australia. Những năm gần đây, để duy trì gương mặt tươi trẻ, Lê Giang còn áp dụng phương pháp căng da mặt bằng chỉ, tiêm filler, độn cằm. Nhan sắc hiện tại của người đẹp sau nhiều lần sao kéo, Phi Thanh Vân, hơn 15 lần đại tu, nhan sắc. Đã bước sang tuổi 38 nhưng Phi Thanh Vân vẫn bị bàn tán rất nhiều vì nhan sắc ngày một khác lạ. Có thể nói, trải qua 15 lần chịu đau đớn, nhan sắc của nữ diễn viên giờ đây đã khác xa so với những ngày đầu gia nhập làng giải trí. Theo đó, năm 1997, Phi Thanh Vân đụng chạm dao kéo lần đầu tiên, khi đó, cô gặp tai nạn nên buộc phải nhờ bác sĩ can thiệp để nắn lại mũi. Sau đó, Phi Thanh Vân tiếp tục thực hiện phẫu thuật nâng ngực, làm răng, nhuộm da, cắt mí, tắm trắng. Sau nhiều lần đập đi xây lại, nữ diễn viên cô gái xấu xí, có vẻ rất hài lòng với nhan sắc hiện tại của mình. Trải qua hơn 15 lần đại trùng tu nhan sắc, Phi Thanh Vân trông khác trước rất nhiều. Nhan sắc hiện tại của Phi Thanh Vân sau nhiều lần dao kéo. Quế Vân, tốn tiền tỷ, riêng phần mũi đã thẩm mỹ tới 5 đến 6 lần. Năm 2018, thông tin Quế Vân chi 200 triệu đồng sang Hàn để phẫu thuật mũi lần thứ 6 đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo cô, lý do đi đến quyết định sửa lại là vì mũi cũ không hợp phong thủy. Bên cạnh đó, Quế Vân còn rất yêu thích dáng mũi của Song Hye Kyo, nên quyết tâm sẽ giao kéo đến khi ưng ý mới thôi. Ngoài ra, để trẻ hóa gương mặt, cô đã thực hiện qua một cuộc phẫu thuật liên tục qua các bước. Hạ gò má, gọt hàm, mở khóe mắt, độn silicone dưới khóe mũi, hút mỡ ở phấn má, lấy mỡ từ đuôi cho lên vùng dưới bọng mắt. Tổng chi phí các lần giao kéo, đến hiện tại đã lên đến con số tiền tỷ. Chỉ riêng phần mũi, Quế Vân đã đụng chạm giao kéo 6 lần. Gương mặt ngày càng khác lạ của Quế Vân. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.